Xin chào cả nhà nha. Hôm nay kênh Hạng Vlog sẽ làm món chuối hấp du thuyền. Để mình làm món chuối hấp du thuyền này á thì nguyên liệu mình gồm có dừa. Cái này là cơm dừa các bạn. Cơm dừa này thì mình dùng cơm dừa không già quá mà cũng không mềm quá. Nếu mà già quá thì cũng ngon, mềm quá thì chúng ta cũng không có gọt ra được. Này, cơm dừa này mình đã gọt ra rồi, mình đã sắc sợi nhỏ nhỏ như vậy nè để mình vừa ăn. Đó. Còn nguyên liệu tiếp theo đó là bột gạo. Bột gạo của mình thì có 50g. Còn đây là bột năng thì mình có 100g. Tiếp theo đó là đường mình ở đây mình dùng đường cát vàng để cho màu nó đẹp. Cát vàng đường này thì mình dùng 150g. Để mình cho có độ béo của chuối hấp du thiền thì mình dùng nước cốt dừa lon. Cốt dừa lon này thì mình dùng khoảng nửa lon này. Đây là 400, mình dùng khoảng nửa lon này đó. Và đây là mè hay là bừng, một món bên đi nước lọc nữa, em thấy đó là một ly nước lọc. Nước lọc này là có 200ml. Một nguyên liệu tiếp theo là không thể thiếu trong món chuối hấp du thiền đấy là chuối. Đây mình dùng chuối xứ hay còn gọi là chuối sim. Mình không, đây là một nải nhưng mình không dùng hết một nải này, mình dùng tầm khoảng 6 hoặc 7 trái thôi, chín ha cả nhà. Rồi bây giờ trước tiên là mình đi thắng nước đường. Rồi cả nhà cùng xem với mình nha, mình đi thắng nước đường nè. Rồi mình mở lửa lên. Cái ly nước lọc hồi nãy nè các bạn, đây mình đổ vô. Ly nước lọc này mình để nước đường. Rồi mình bỏ đường vô luôn. Rồi, tiếp theo này mình dần vô một tí muối ha cả nhà, để cho nó cái độ đậm đà. Rồi bây giờ đây mình quậy. Như các bạn thấy nè ha, đường nó cũng sắp tan ra là được rồi ha các bạn, không cần phải sôi lâu quá đâu. Nào chúng ta tắt bếp. Rồi xong, chúng ta đã làm xong phần đường hả. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta sẽ qua gọt chuối. Mời các bạn cùng xem mình gọt chuối nha. Trước tiên thì mình chuẩn bị một thanh nước lọc. Mình cho vô một tí muối. Chúng ta gọt chuối. Rồi mình làm 8 trái chuối ha. Rồi mình để đây mình ngâm khoảng tầm 10 phút là được. Rồi mình để ngâm đây ha. Chuối mình đã ngâm gần hơn được 10 phút. Bây giờ mình vớt ra, mình đi gỡ lại nước lạnh. Rồi mình đã vớt ra. Rồi các bạn thấy nè, trắng bóp này ha. Bây giờ mình sẽ đem ép. Các bạn thấy là đây phần chuối mình đã ép xong. Hồi nãy mình giới thiệu cả nhà đó là 8 trái. Giờ mình ép đây là 6 trái ha các bạn. Rồi tiếp theo đó là còn mình để trừ lại hai cái này thì mình để mình sắc. Sắc á mình để làm lớp mặt ở trên cho nó đẹp ha cả nhà. Rồi bây giờ mình sắc. Nãy giờ thì mình giới thiệu đến các bạn phần nấu nước đường và phần sắc chuối. Bây giờ tới phần mình quậy chuối. Đầu tiên là mình cho nước đường vào, tiếp đó là bột. Chúng ta phải đều lên ha. Tiếp theo là bột. Chúng ta cho bột năng một gạo vào. Chúng ta phải đều lên. Các bạn thấy ha, màu vàng rất là đẹp. Tại hồi nãy lúc nãy mình do mình sử dụng đường vàng á nên cái màu nó vàng nó đẹp. Rồi
tiếp theo đó là chúng ta bỏ dừa sợi vô. Dừa sợi này thì mình bỏ tầm khoảng nửa dĩa thôi, còn nửa dĩa mình để làm nước mặt cho đẹp, chúng ta không nên bỏ hết ha. À, bỏ vô đây, chúng ta trộn đều đây. Rồi, chúng ta cho một ống vani vào luôn. Tiếp theo là một nửa mè. Chúng ta quấn trộn đều lên. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ để đây. Chúng ta sẽ bắt đầu ship du thuyền. Rồi, mời các bạn cùng xem mình ship du thuyền nha. Đây là lá chuối nha các bạn. Lá chuối này để mình xé ra mình làm du thuyền á. Rồi. Về phần bên đây thì mình chuẩn bị nồi nước sôi, hết nước này để mình trụng lá chuối. Cho cái lá chuối được dẻo khi mình bẻ lại mình làm cái du thuyền á, nó không bị bể. Mình thấy là nó đây là mình làm mẫu thẳng, nếu mà mình không trụng qua sơ qua thì nó sẽ bị bể nè ha. Này đây là như thế. Rồi bây giờ nước sôi mình sẽ trụng lá chuối ha. Chú ý trụng này để cho lá chuối nó dẻo á, khi mà mình nắng chu thuyền nó không bị chết. Rồi chúng ta tắt bếp luôn để cho nóng như là được rồi. Rồi đây là phần lá chuối đó, lúc nãy chúng ta chuẩn bị chúng ta có trụng qua nước sôi rồi đó, bây giờ nó đã héo héo rồi, bây giờ chúng ta sẽ ship du thuyền. Mời cả nhà cùng xem nha, đây ship du thuyền. Vậy là chúng ta được một chiếc du thuyền ha các bạn. À, đơn giản ha. Rồi tiếp tục. Này, sau một hồi mình khéo tay hay làm thì mình đã làm ra nhiều chiếc thuyền nha các bạn. Đây các bạn thấy nè. Đó, bây giờ tiếp theo đó là mình sẽ thay dầu vô chiếc thuyền này, các bạn thấy nè. Dễ thương quá trời luôn nè. À, thả dầu vô chiếc thuyền và mình sẽ đổ chuối vô. Rồi mời các bạn cùng xem với mình nha. Mình thả dầu vô đây á, để khi mình đổ bột và chuối vô á, nó không khi mà hấp lên á, nó không bị dính ha cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ đổ chuối và bột lên. Chúng ta sẽ được năm chiếc du thuyền, bây giờ chúng ta sẽ đem đi hấp ha cả nhà. Rồi cả nhà cùng mình đi coi hấp ha. Rồi mình đã chuẩn bị nước sôi sẵn rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ mở lên có nước sôi chưa, bây giờ mình bỏ du thuyền cho mình hấp. Đó, mình đã xếp vô. Cái này mình hấp là mình nấu nước sôi sẵn rồi mình xếp vô nha cả nhà, chứ mình không có hấp từ đầu, mình không để nước lạnh từ đầu. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại mình hấp tầm khoảng 10 phút, mình sẽ thăm chừng cái, nếu mà chín rồi thì mình sẽ bớt ra, còn chưa chín thì mình sẽ hấp tiếp. Ok, rồi bây giờ mình đậy nắp lại, mình để lên hấp. Rồi cũng gần được 10 phút rồi, để chúng ta thăm một ca thăm cái nha.
Wow, bộ thơm quá các bạn này. Quá thơm luôn các bạn thấy nè. Cũng chưa được chín lắm ha, chúng ta hấp thêm tí xíu nữa. Rồi để đây chúng ta hấp thêm xíu. Bây giờ chúng ta thêm một cái nữa nè, chúng ta coi nó chín chưa ha các bạn. Ồ, thơm quá. Rồi chúng ta lấy cái cầm. Rồi vậy là chúng ta đã chín. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra nha. Rất là thơm. Bây giờ chúng ta để đây để cho nó nguội hẳn hả? Rồi lúc đó chúng ta mới gọi ra ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay qua đi làm nước dừa. Cả nhà cũng sẽ như mình tiếp nha. Bây giờ thì mình thử thắng nước cốt dừa mình ăn với chuối hấp. Đây là đôi nước dừa ha các bạn. Còn đây là bột gạo. Còn đây là nước lọc. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm. Thì các bạn thấy nè ha, cái tốt chúng ta nó đã sánh lại nè. Mình sử dụng bột gạo á, tại vì bột gạo nó sẽ có độ sánh dừa, bột năng thì nó sẽ sánh hơn, nhưng bột gạo thì nó sánh gì là ok rồi đó. Rồi bây giờ thì chúng ta có thể tắt bếp, chúng ta sẽ đi qua xem phần bánh của chúng ta ha. Đây chú thắng đi này, bây giờ mình sẽ chế nước cốt vô. Cái này chúng ta có thể bỏ thêm đậu phộng và mè vô nữa các bạn. Đó. Nó dai ha, tại vì trong này chúng ta có bột năng và bột gạo á, nó dai. Và miếng chuối các bạn nhìn thấy nè, nó trong và nó vàng. Vàng là mình vừa sử dụng đường vàng á. Mà thấy nó mỏng này, cái vân vân này là cái cơm dừa. Như là xong, mình vừa chia sẻ đến các bạn là món chuối hấp du thuyền. Trước khi mình kết thúc clip, mình cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào.